Đối với những người sinh ra ở làng quê Việt Nam, con cua đồng đã trở nên rất đỗi thân thuộc. Bát canh chua nấu từ cua đồng tuy bình dị nhưng từ lâu đã là một nét ẩm thực độc đáo, một món ăn phổ biến của người Việt mà ai cũng muốn thưởng thức. Không chỉ là món ăn dân dã, cua đồng còn được coi là món đặc sản có mặt ở các nhà hàng khách sạn. Vì vậy cho đến nay, cua đồng vẫn là mặt hàng thu hút được rất nhiều người mua và có thị trường tiêu thụ rất ổn định ở cả nông thôn và thành thị. Từ năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trên ruộng lúa tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đó nhằm chuyển giao kỹ thuật nuôi cua đồng thương phẩm trong ruộng lúa, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Đây là một mô hình mới dễ thực hiện. Được sự hướng dẫn và chỉ bảo kỹ thuật của cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh, buổi sáng thì tôi hay là bắt là ốc bươu vàng, thế và buổi chiều thì mua lên kia là mua cá tạp, thế về rồi tôi nấu mấy lại cám ngô, cám gạo, thế xong thì buổi tối cho ăn. Thì qua quá trình chăm sóc thì tôi thấy cua phát triển rất là tốt, gia đình tôi cũng muốn sẽ phát triển thêm cua giống để có đủ cái nguồn cua để mà mình cung cấp mở rộng cái mô hình của mình ra. Bình Phú được sự quan tâm tạo điều kiện rất lớn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, trạm Khuyến nông huyện Phú Ninh đã tạo điều kiện cho Bình Phú làm điểm mô hình về nuôi cua đồng. Đến thời điểm hiện tại sau khi thả 10 năm 20 ngày thì cho thấy là con cua đang sinh trưởng và phát triển rất là tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng như là chất đất, nguồn nước của địa phương. Không chỉ là sản xuất con cua thương phẩm mà hướng trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ sản xuất cua giống để cung cấp cho một số hộ dân trên địa bàn, đồng thời cũng như là cung cấp cái giống ra thị trường lân cận, làm sao để cho phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần vào việc xây dựng xã Bình Phú thành xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020-2023. Đến nay, ruộng cấy lúa một vụ, ruộng cấy lúa không hiệu quả đang được bà con nông dân sử dụng nuôi cua đồng thành công cho hiệu quả kinh tế cao ở một số địa phương trong tỉnh như Đoan Hùng, Lâm Thao, Phú Ninh, Thanh Thủy. Do nhu cầu thị trường lớn nên người dân không phải lo đầu ra và sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được thu mua tận nơi. Về hiệu quả kinh tế, sau 5 tháng nuôi đạt 60-80 con trên 1 kg với giá bán 90.000 đồng đến 140.000 đồng 1 kg tùy thời điểm, trừ chi phí cho thu lãi 15-20 triệu đồng một mô hình. Đây sẽ là nguồn thu thường xuyên ổn định cho bà con, góp phần nâng cao đời sống. Nuôi cua đồng trong ruộng là một bước đi mới, vừa mang tính dân dã lại có giá trị kinh tế cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian nuôi. Mặt khác, sản phẩm đang có thị trường tiêu thụ tốt và nhu cầu ngày một tăng cao trong xã hội. Cua đồng dễ nuôi, vốn đầu tư thấp, ít tốn công chăm sóc, trong khi đó đây là loại dễ tính, dễ nuôi, ăn tạp và ít dịch bệnh. Thời gian nuôi ngắn, kỹ thuật nuôi cua đồng cũng khá đơn giản. Cua đồng cũng có thể được nuôi trong ao đất, ao trồng cỏ hoặc kè bằng bờ xi măng đều mang lại hiệu quả. Từ năm 2021 thì Trung tâm Khuyến nông cũng đã triển khai thực hiện một số cái mô hình nuôi cua đồng thương phẩm ở trên cái ruộng lúa một vụ. Và ở tại huyện Đoan Hùng và một số huyện trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi qua đánh giá, chúng tôi thấy là cái mô hình này thì nó đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Đấy, mình toàn để sử dụng được các cái phế phụ phẩm trong nông nghiệp để làm cái thức ăn cho cua, và từ đó thì nó cũng góp phần nâng cao cái kinh tế cho bà con nông dân, thì đấy là cái rất là tốt. Thế thì năm 2022 này chúng tôi cũng tiếp tục là triển khai ở một số cái địa phương khác, mục đích là lan tỏa cái để nhiều bà con biết đến và lan tỏa được cái mô hình nuôi cua này. Trong thời gian tới thì cũng sẽ nghiên cứu để làm sao chuyển giao được một số cái tiến bộ kỹ thuật để nuôi cái cua theo cái hướng nuôi sinh sản. Sinh sản để cung cấp giống cho bà con ở trên địa bàn tỉnh cũng như là những cái vùng lân cận. Đấy, tôi nghĩ là khi mà làm được cái việc đấy thì điều đấy thì nó sẽ giúp được rất là nhiều cái, có rất là nhiều cái lợi ích cho bà con nông dân. Để mô hình đạt hiệu quả, bà con cần lưu ý một số nội dung sau: chọn ruộng nuôi có địa hình bằng phẳng, có thể cấp thoát nước thuận lợi, nguồn nước không ô nhiễm. Thiết kế ruộng nuôi cần đào mương bao quanh và mương giữa với kích thước sâu 60-80 cm, rộng 1-1,5 m. Tổng diện tích mương chiếm khoảng 15-20% diện tích ruộng nuôi, giữ lại phần dạ trong ruộng, thả bèo tây, trồng thêm rau muống để làm nơi trú ẩn, che bóng giảm nhiệt cho cua trong mùa nắng nóng.
làm hàng rào bảo vệ xung quanh ruộng bằng bạt tôn, vùi sâu trong đất từ 20 đến 30cm, cao từ 0,6 đến 1 mét để ngăn chuột, thiên địch hại và để ngăn cua không bỏ ra ngoài. Xử lý ruộng nuôi tiến hành tát cạn nước, rắc từ 7 đến 10 kg trên 100 mét vuông vôi để tiêu diệt địch hại, mầm bệnh, phơi nắng 3 đến 5 ngày. Sau đó cấp nước vào đầy mương, láng đủ nước mặt ruộng trước khi thả giống 1 đến 2 tuần. Chọn và thả giống. Mùa vụ để nuôi cua có thể là quanh năm, nhưng phổ biến nhất thì người ta thường nuôi vào tháng 4 đến tháng 8 dương lịch. Lúc này không những điều kiện thuận lợi mà nguồn giống còn phong phú. Chọn con giống khỏe mạnh, không bị bệnh tật, đầy đủ càng và chân, màu sắc tươi sáng, không bị đóng rong. Mật độ nuôi trong ruộng 20 đến 30 con trên 1 mét vuông, không nên thả cua giống trực tiếp xuống nước mà phải thả từ mé bờ ao cho cua tự bò xuống nước, tránh hiện tượng cua bị sốc môi trường. Về chăm sóc và quản lý cua, thức ăn cho cua rất đa dạng, đơn giản và có thể tự chế biến như cá tạp, ốc, cám gạo, cám ngô, sắn. Bà con nên nấu hoặc bằm nhỏ thức ăn vừa cỡ miệng cua, khẩu phần ăn từ 5 đến 8% trọng lượng cua trên ngày và được chia làm 2 lần trong ngày, sáng sớm ăn 20 đến 40% và chiều tối ăn từ 60 đến 80% trọng lượng thân. Thức ăn phải còn tươi, không bị ôi thiêu nấm mốc. Ngoài ra có thể dùng các loại thức ăn đã chế biến dạng hạt vừa có dinh dưỡng cao. Những tháng cuối chu kỳ nuôi cần tăng thêm thức ăn là động vật trong khẩu phần ăn để cua nhanh lớn và chắc thịt. Bà con chú ý thường xuyên thay nước trong ao, ruộng nuôi một tuần một lần để kích thích cua lột xác và bắt mồi mạnh. Mỗi lần thay nước từ 1/4 đến 1/3 lượng nước trong ao mương. Trong quá trình nuôi tại các thời điểm thay nước, chú ý nguồn nước vào không được ô nhiễm, không có thuốc trừ sâu và phải qua lưới lọc mắt lưới nhỏ để ngăn chặn các loại địch hại theo vào ruộng. Định kỳ bón vôi cho ao ruộng nuôi 15 ngày trên một lần với liều lượng 2-3 kg trên 100 mét vuông, hòa vào nước, lấy nước trong tạt đều khắp ao. Khi cua đạt kích thước thương phẩm được giá cao thì có thể tiến hành thu hoạch, có thể thu tỉa bằng cách đặt lò, tợp, tát cạn, bắt bằng tay nếu thu toàn bộ cua nhỏ không đủ cỡ thương phẩm, để lại nuôi tiếp cho vụ sau.